Chồng em ngủ ngáy rất là to. À, ngáy to. Và thường xuyên quấn cái mền. Em không có mền để đắp luôn. Trời. Ích kỷ trong chuyện chăn gối. Thế còn cái gì khác nữa, xấu hơn nữa, đi xuống xa hơn có. Nữa à, nói nhiều. Nói nhiều. Trời, đàn ông mà mỏ hổn gì đó hả? Tại vì em là em thích đi kiểu là giao lưu ngoại giao đó. Thì khi mà mình ngoại giao thì mình bắt buộc mình phải có một vài ly men. À. Thì chồng em lại không thích cái điều đó. À. Dạ. Tại vì chồng em là người không uống được bia rượu. À. Dạ. Mình không uống được mà cũng bắt người ta không uống như mình. Đây là ích kỷ thật rồi. Đúng rồi. Có nghĩa thấy cái nhà này ngược ngược cơ ấy anh. Bình thường người ta là chồng hay đi nhậu đúng không? Nhà này ngược lại. Tiếp theo. Thấy chưa? Thấy là thấy vui rồi hả? Cho chồng cái tay thế nè. Xin chào hai vợ chồng. Mời hai em giới thiệu về mình. À, xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ Trọng Hiếu. Hiện tại đang công tác ở Đại đội Thông tin, Trung đoàn 97, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không quân. Rồi bây giờ mời vợ của Hiếu. Em xin chào chị Thanh Vân, em xin chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả. Em tên là Hoàng Thị Huệ, em sinh năm 97. Hiện tại là em đang công tác ở Bưu điện Trung tâm Bình Thủy. Bên này là thông tin. Bên này bưu điện. Bên này là bưu điện. Rồi sao hai vợ chồng lại quen nhau được vậy? Dạ thì lần đầu tiên thì em vào đơn vị mình 97 lần đầu tiên là năm 2018. Thì em vào đây là giao lưu văn nghệ. Tại vì bản thân em là người hướng ngoại á, cho nên là em đi tham gia phong trào rất là nhiều. Thì thời điểm đó thì em có quen một chị bạn, chị đang đi múa ở đây. Nhưng mà do chị đó bệnh á, cho nên là mới rủ em vào đây múa. Múa thế. Dạ múa thế. Múa thế đó. Dạ múa thế. Chồng, nói chung là em cũng chưa biết, lúc đó là chưa biết chồng em là ai. Thì sau cái buổi múa đó về thì em có thấy một cái anh bạn, ảnh mặc đồ như thế này và anh có kết bạn Zalo với em. Thì em thấy thì chắc đồ như thế này thì chắc cũng trong cái đội múa. Thì em cũng có đồng ý. Thì em có nhìn thấy một cái tin nhắn gọi là chào em, chào em chào anh, em chào anh. Dạ xong hết. Dạ xong hết. Ủa? Không có câu chuyện nào tiếp theo hả? Hôm đấy là cũng là vợ em thì cũng vô trong đơn vị thì tập văn nghệ của các đơn vị thi với nhau á. Thì hôm đấy thì em cũng vừa đi trực về. Thì em cũng thấy là vợ em đang đứng ở trước sân ấy, đứng múa. Em bảo, của con bé này ngộ dữ trời. Ngộ? Ngộ là ngộ nghĩnh dễ thương hả? Dạ, đúng rồi, sao đứng giữa sân đứng quay như thế này? Không, tại thời điểm đó là trong quá trình đó thì em cũng có đang tập một bài múa khác nữa. Thì em có đang tập lại cái động tác cũ. Cho nên là mà thời điểm đó em cũng gọi là khá là tròn chỉnh. Cho nên là ảnh mới thấy dễ thương, kiểu là baby cute mà đi múa á. Ừ, ngoài cái bộ đồ thì em có ấn tượng gì về cái gương mặt của ảnh không? Trên cái avatar đó nha, là khá là gọi là cũng hơi gọi là có da có thịt và trắng trẻo. Nhưng mà sau cái cuộc gọi là nhắn tin qua lại á, thì cái lần đầu tiên em gặp á, nó lại không được như mong đợi. Chắc là sẽ áp đấy em. Chắc là sẽ áp đấy em. Câu chuyện này cũng quen quen nha. Em cà mấy cái áp? Dạ không, em cũng không cà áp luôn anh ạ. Mà lúc nó trắng dữ lắm hả? Dạ không, trắng cũng không phải trắng đâu, chắc là tại do là ánh sáng thôi anh ạ. Tại do là ánh sáng thôi anh ạ. Mình gặp nhau rồi này, mình nhắn tin xong rồi này. Thế thì về sau thì sau bao nhiêu lâu thì hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ? Tụi em bắt đầu chính thức quen nhau là đầu năm 2020. Ồ. Cái điều gì các bạn cảm thấy là cần phải có nhau? Thì lúc ban đầu á thì anh này cũng gọi là chưa phải là gu của em. Ừ. Dạ. Gu của em là gì? Gu của em. Không có tóc. Gu của em. Không có tóc. Thì vậy trời. Thật ra là tại vì gu của em là gu những cái anh như là Lý Minh Hương. Ủa em cùng gu với chị đó. Ủa em cùng gu với chị đó. Em thích kiểu đẹp trai thư sinh trắng trẻo đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Lúc ban đầu em nhìn vô hình là ảnh chỉ có cười mỉm thôi chứ anh đâu cười ra. Đó. Anh đúng gu rồi. Ác dễ sợ trời ơi. Ủa có gì đâu. Giống như giờ em nói tôi hỏi đi tôi đâu có sao đâu. Vậy thì đúng xem không? Như là hiện tại là chồng em cũng là một phần có trong gu của em. Đó. Rồi ai là người tỏ tình trước? Sau cũng 2 năm thì hai đứa cũng gọi là tìm hiểu nhau. Đến năm thứ 2 thì năm đấy em cũng nhắn tin. Em chỉ bảo là bây giờ hay là hai đứa mình quen nhau thử. Được thì đến với nhau. Ừ. Thì lúc đấy em nghĩ là chắc là cũng không, vợ em là không đồng ý đâu. Ừ. Nhưng mà sao mà vợ em mà chưa kịp trả lời nữa là đã đồng ý rồi. Là đồng ý rồi. Ôi nhanh thế. Không sao vậy. Dạ. Mới kêu thử rồi mà. Mình phải cho nhau cơ hội chứ anh. Ờ. Dạ. Nói một cái là em ok luôn. Nói một cái là em ok luôn. Ok luôn. Dạ ok luôn. Yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới?
Tụi em đầu năm 2020 là bắt đầu yêu nhau. Cưới ngày mà đăng ký kết hôn là ngày 14 tháng 2 năm ngoái. Wow, lãng mạn ghê. Vậy dạ, là mới đăng ký được hơn một năm. Dạ, em gọi là em thích cái tính của anh Hiếu, gọi là cái tính chín chắn á. Khi mà ra ngoài thì gọi là anh rất là trẻ con, nhưng mà khi mà vào công việc á thì anh thật sự rất là nghiêm túc và chín chắn. Em bị một cái đó là anh Hiếu nấu ăn rất là ngon. Thì sau một thời gian tiếp xúc thì bọn em thấy là vợ em là cũng gọi là có tính cách là cũng chín chắn. Cũng biết chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Cô bé này là sau này là cũng sẽ biết chăm lo cho gia đình, cũng gọi là biết nấu ăn, cũng biết quan tâm gia đình. Vậy thì chắc chắn là hôn nhân của bọn em sẽ rất là êm đẹp, bởi vì hai người đã quá hiểu nhau rồi, đúng không? Dạ vâng. Sẽ có thấy bị vỡ mộng hôn nhân không? Đó. Có chứ. Vậy, chồng em có một cái thật mỏ hổn. Mỏ hổn. Ôi dồi ôi, hổn như nào? Chơi game mà hay chửi. Ồ. Chửi. Cười là chửi mấy đứa trong game á. Dạ. Em nghe không mà mấy anh kia nó không nghe. Rồi sao em có bực bội mà em phản đam lại không? Có chứ, em cũng chơi game em thua em chửi lại. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa. Chưa. Đúng sao? Rồi chưa, nó mới rảnh vậy đó. Rồi cái gì nữa nè? Chồng em ngủ ngáy rất là to. Ngáy to và thường xuyên quấn cái mền. Em không có mền để đắp luôn. Trời. Ích kỷ trong chuyện chăn gối. Thế có cái gì khác nữa không? Xấu hơn nữa, đi xấu xa hơn có. Nữa có. Nói nhiều. Nói nhiều. Trời, đàn ông mà mỏ hổn gì đó hả? Tại vì em là em thích đi kiểu là giao lưu ngoại giao đó. Thì khi mà mình ngoại giao thì mình bắt buộc mình phải có một vài ly men. Thì chồng em lại không thích cái điều đó. Dạ. Tại vì chồng em là người không uống được bia rượu. Dạ. Mình không uống được mà cũng bắt người ta không uống như mình. Đây là ích kỷ thật rồi. Đúng rồi. Có nghĩa thấy cái nhà này ngược ngược cơ ấy anh. Bình thường người ta là chồng hay đi nhậu đúng không? Nhà này ngược lại. Hỏi vậy trong tất cả những cái tật xấu đó muốn ông thay đổi điều gì? Đúng không? Bớt hổng lại. Em nghe em mệt á. Bớt cằn nhằn em ví dụ đi nhậu lại. Tại vì em uống hồi trước trong quá trình mà quen nhau thì thiệt là em cũng uống nhiều thiệt. Cũng uống nhiều thiệt. Tại vì em đi giao lưu là đô của em thì chắc cũng 7-8 chai. Thôi đó rồi. Nhưng mà sau khi mà lấy nhau về thì của em cũng giảm xuống còn cỡ 2-3 chai. Hai ba chai, dạ. Đúng không? Rồi bây giờ tới Hiếu nè. Đó. Em mới trả thù đi. Cái mỏ bắt đầu nè. Bắt đầu nào. Khai mỏ. Nói em ngủ ngáy, nhưng mà ngủ ngáy còn to hơn em. Em có ghi âm lại nhưng mà em cho nghe cứ cãi là không phải là em ngáy. Trời ơi, đó, đây, cái đó mới là em, đằng xấu đó. Em xin được nói thêm là sao? Nhà em có một cái truyền thống là thành viên trong nhà ai ngủ cũng ngáy nhưng không ai thừa nhận. Dạ, phải em khai để... mình em được rồi, em khai gia đình với ai chi vậy? Đó. Em thì em cằn nhằn thì cũng không phải là tự nhiên em cằn nhằn đâu. Tại cũng một phần là bia rượu thì cũng mình uống thì giao lưu uống 1 ly 2 ly được rồi. Chứ đừng uống nhiều. Không phải là em cấm cản gì nhưng mà lúc mà mình đi về ra ngoài đường rất là nguy hiểm. Đúng. Thực ra là cái tật xấu nhất mà em không thích là tật uống rượu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đấy lại là năng khiếu của vợ em. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu, đúng rất rồi. Là vui tươi. Và anh hy vọng là những ngày sắp tới các em sẽ càng vui hơn nữa. Dạ. Bởi vì các em chắc chắn là sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và thật ra không cần phải là người này nói với người kia những điều mà tôi muốn bạn phải thay đổi. Bản thân chúng ta sẽ tự nhận thức được và bản thân chúng ta sẽ tự hoàn thiện. Chúc hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc và sớm có tin vui. Cảm ơn Hiếu nha. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn em. Anh có nhớ công việc của mình á? Anh ơi, hình như em nghe nó hơi rè đó. Alo, chị nghe chưa? Có nghe rồi anh. Dạ vâng, bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin về tên tuổi, họ tên, quê quán, công việc hiện tại của mình. Hiện tại mình đang sống ở đâu ạ? Vân, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Vân. Thì Vân sinh năm 89. Hiện nay thì Vân sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Vân, chị làm công việc gì ạ? Vân làm công sở. Dạ Vân là văn phòng nhưng mà mình làm trong lĩnh vực làm. Vân làm ở văn phòng đại diện của tập đoàn giấy ở Indonesia, thì ở chi nhánh ở Hồ Chí Minh. Tập đoàn giấy. Đúng rồi. Chị Vân là một người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vân thì tính Vân thì nó hơi trầm một tí, ít nói. Điểm yếu thì có lẽ là hơi bướng. Và trong công tác thì cũng khá là cầu toàn.
các câu chuyện. Rồi. Tính mình có hay nóng tính không? À, trong công việc có khi nào mà mình... Không, thực ra là ít. Thực ra là Vân tự nhận xét là không có nóng tính. Nói chung mọi người làm việc với Vân thì đều là rất là thoải mái. Dạ vâng. Quê của chị Vân ở đâu ạ? Vân thì sinh ra ở trong này, nhưng mà gọi là quê quán của ông bà thì là ở Bắc Ninh. Gia đình Vân thì gốc Bắc, cho nên là có thể là nói chuyện đó hơi dọc Bắc một tí xíu. Trời ơi. Trước giờ là chị đã từng kết hôn chưa? Chưa. Vân là độc thân. À, chưa từng kết hôn. Chị Vân có mấy mối tình rồi, tình trường của chị như thế nào? Vô cùng là trắng tinh luôn. Vân thì chưa có mối tình chính thức nào cả. Chung từ thời đi học hay là đi làm á, thì cũng có lẽ là duyên đi, thì chưa có gặp được đối tượng nào hoặc là người nào khiến cho mình cảm thấy là gây nhiều ấn tượng, nên là về gọi là mối tình nghiêm túc thì là không có. Thế những cái mối tình mà nó chưa ấy thì nó sẽ là thuộc dạng kiểu như nào? Mối tình chưa chính thức ấy? Có lẽ là kiểu là mình mến thầm thôi. Hai bên có thể là người đó mến Vân mà mình ngược lại, hoặc là Vân mến họ nhưng mà họ lại không có cảm xúc với mình chẳng hạn. Thì cái đó thì là đâu có tính. Okay. Có khi nào chị đã từng chủ động trong tình yêu chưa? Chưa từng. Trong cũng khá là dè dặt một chút xíu, nên là gọi là nếu như có mến thầm chẳng hạn thì cũng chỉ giữ trong lòng. Giữ trong lòng. Thế khi mà mình có những cái chàng trai ấy mà người ta tấn công, người ta tán tỉnh mình ấy, thì thường là mình tìm cách từ chối hay sao ạ? Có trường hợp nếu mà tấn công đi, nhưng mà thực ra là Vân thì đầu tiên là cái ấn tượng đầu tiên là ngoại hình. Thì nếu như mà đó là một người mà không có nằm trong cái mong đợi ấy, thì Vân thường là Vân sẽ từ chối sớm luôn. Có thể là trong buổi gặp đầu tiên hoặc là buổi gặp thứ hai là Vân sẽ nói luôn, thì sẽ duy trì ở bạn bè, hoặc là nếu không thì gọi là đã từng là biết nhau thôi. Là chị nói thẳng với người ta luôn về cái vấn đề là mình không hợp đi, đúng không? Đúng là mình không hợp, về có thể là hơi thẳng một chút xíu, nhưng mà khi mình nói với họ thì cũng là khéo léo một chút, thì cũng không có khiến cho người ta bị tổn thương hay là như này hay kia thì là chưa có. Nhưng mà Vân sẽ nói thẳng, cơ bản là Vân sẽ từ chối đó. Nhưng mà cái ngoại hình như em nói là thường là không ấn tượng với em thì em sẽ tìm cách em từ chối. Vậy thì cái ngoại hình đó là như thế nào? Em sẽ ấn tượng với những bạn có cái ngoại hình như thế nào? Em thì vẻ ngoài thì ưa nhìn cao và nút da sáng. Thì nếu như đa phần là những người mà tấn công em á thì thấp hơn em. Hơi buồn một em là cao mét bao nhiêu? Em cao một mét bao nhiêu? Em cao 1m65 thôi. Ừ, em cao 1m65 nên là những chàng trai mà từ chối em thì đa số là... Không, những chàng trai mà em từ chối họ ấy. À quên, em từ chối họ theo đuổi em thì đa số là thấp hơn em. Thấp hơn em. Và đầu tiên là ba đặc điểm đấy thôi chị. Mà nếu mà không hợp thì là em từ chối luôn. Đấy là về ngoại hình thôi. Còn về... Tức là mình về ngoại hình cái là... không ưng cái là không cho người ta cơ hội tiếp theo rồi, đúng không? Dạ đúng. Cái này cũng hơi ấy một tí, nhưng mà thật sự là nếu mà cho dù là tính cách họ là tốt, qua cuộc nói chuyện thì cũng là tốt, nhưng mà ngoại hình họ không ấy thì là em cũng từ chối luôn. Ok. Rồi vậy thì chi tiết hơn đi, cái mẫu người của em ngoài cái ngoại hình đó ra thì em còn đặt kỳ vọng của người bạn trai như thế nào nữa? Là một người chín chắn, trưởng thành và có học thức, cũng biết quan tâm, lắng nghe. Rồi còn gì nữa không? Ví dụ như về tuổi tác, về cái...
tuổi tác thì có thể bằng em, lớn hơn em khoảng dao động trong 5 tuổi, mà em không ngại là người, nếu mà họ là chín chắn trưởng thành nhưng mà họ ít hơn em khoảng 1-2 tuổi gì đó thì cũng là ổn, cũng là ok. Ừ. Tức là em chấp nhận là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Dạ vâng. Ừ. Em đang sống ở quận mấy, thành phố Hồ Chí Minh? Em ở Tân Bình ạ. Sống cùng gia đình hả? À, em ở cùng bố mẹ. Rồi quê Bắc Ninh thì có biết hát quan họ không? Không chị ơi, là bị mất gốc rồi. Mất sao được, mình bình thường là chắc là bố mẹ em hoặc họ hàng em là lâu lâu vẫn hát chứ. Bây giờ gọi là do bà em là Bắc năm tư ấy chị, cũng là vào đây lâu rồi á, thì em sinh ra trong này mà. Ừ. Là không biết về cái dòng nhạc truyền thống của quê hương đúng không? Không biết luôn. Ừ. Thì bạn trai thì quê quán ở đâu thì được nè? Xa gần đều được chị ơi. Nhưng mà thường thì em có thể là miền Nam hoặc là miền Bắc nhiều hơn. Còn đối với miền Trung thì không có ý gì, nhưng mà thực ra là em rất là dở nghe giọng của miền Trung. Em nghe không được ấy chị. Tức là miền Bắc, miền Nam hoặc miền Tây thì ok đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà bạn trai thì mẹ em nói là có học thức này đúng không? Dạ. À, rồi thì em có yêu cầu cụ thể về học thức hoặc là về trình độ hoặc thu nhập của bạn trai như thế nào không? Là có học đại học chị ạ. Ừ. Em tốt nghiệp đại học và cao hơn, học đại học và cao hơn. Ừ. À, em tốt nghiệp trường nào? Em học đại học kinh tế luật. Đại học kinh tế luật. À. Ok. Rồi, còn điểm gì em không thích ở bạn trai nữa không? Về ngoại hình đi. À, ngoài cái mà ưa nhìn ra sáng rồi cao hơn mình thì về ngoại hình có điểm gì mà em đặc biệt ấn tượng hoặc là em không thích nữa không? Không thích hả chị? Không thích à? Là thấp hơn em này. Người hơi bị... có lẽ là ở cái những người mà em gặp đó là cũng có tuổi nên là hơi phệ một chút xíu này. Hoặc là bị hói này. Nước da nó hơi nước da kiểu như đen đen, tại vì da em thì rất là trắng cho nên là nếu bạn ấy nước da mà hơi là ngâm ấy thì là em không thích. Rồi gì nữa này? Đấy là về ngoại hình, mà nếu ngoại hình mà phù hợp rồi thì em thường thì mới nói chuyện tiếp theo, còn không thì em từ chối luôn mà. Em có đạo không? Dạ không chị. Về tính cách thì em thích một chàng trai trầm tính ít nói hay là nói nhiều hoạt bát một xíu? Hoạt bát hơn em, tại vì em thì tầm trầm tính rồi nhưng mà từng nói nhiều. Kiểu là người property là kiểu người nói liếm hoắc đúng không chị? Vâng, thì là hơi quá. Nói chung là nói vừa chừng thôi. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Ok. Rồi em có tài lẻ gì không Quân? Hát hò hay là có nhảy nhót thì được không? Em thì không. Em thì thường thì em hay đọc sách nhiều với làm mấy cái... tại vì em làm bên giấy á, nên là cũng hay làm mấy cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh bằng giấy thôi. Thì lúc rảnh thì là em dùng những cái phương thức đó để cho nó đầu óc nó thư thái. Chứ còn em không có mê đàn hát hay là nhảy nhót gì. Cô gái hơi chuẩn mực một xíu đúng không? Dạ đúng. Tại vì về từ gia đình cho đến cuộc sống của em, từ mà đi học cho đến đi làm ấy, thì gần như là theo tiêu chuẩn đúng từ xưa đến nay luôn. Ok, rồi chị cảm ơn em nhiều ha. Hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Cho nên là mình sẽ làm nội dung kỹ hơn khi mà có người phù hợp cũng như là có cái lịch ghi hình phù hợp ha. Ơi, cho em hỏi một tí á, là chương trình mình á, thì có kiểu như là mình sắp xếp gặp mặt nhưng mà không có quay ở trên sóng truyền hình không chị nhỉ? Không, bên chị thì không có làm cái công tác đó nha. Bên chị làm chương trình về truyền hình cho nên là các bạn casting thì thường là sẽ ghi hình chương trình luôn. Dạ.
sao ngại hay vấn đề gì? Đó giờ là em ngại mà nên là em bây giờ em mới đăng ký chứ không phải là bây giờ mới muốn tìm người yêu đâu. Em biết tức là muốn tìm người yêu lâu lắm rồi nhưng mà người đăng ký cũng ngại về tham gia cái này lắm. Lần đầu tiên là em đăng ký thử ấy chứ. Ừ. Không sao đâu nha. Mình lên mình nói chuyện như bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Dạ. Ừ, ok rồi, chị cảm ơn em nhiều ha. Dạ vâng, cũng chào chị. Ừ.